xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 32: xạ trị rất đáng sợ. Tia xạ khi chiếu vào khối bướu gây hủy hoại tế bào ung thư, nhưng cũng ảnh hưởng đến những tế bào lành lân cận. Chính điều này dẫn đến những tác dụng phụ của xạ trị. Tuy nhiên, không giống như hóa trị, tác dụng phụ của xạ trị chỉ xảy ra ở vùng được chiếu tia xạ, không có tính chất toàn thân. Tế bào và mô khác nhau thì sẽ có những phản ứng với tia xạ khác nhau. Thường những tế bào có tốc độ phân chia càng nhanh, càng dễ bị ảnh hưởng bởi tia xạ. Ví dụ như tế bào niêm mạc miệng, tế bào máu trong tủy xương, vân vân. Ngoài ra, các tế bào lành lân cận bị ảnh hưởng trong lúc chiếu xạ, hầu như chúng có thể tự sửa chữa và phục hồi lại bình thường. Vì thế, các tác dụng phụ do xạ trị thường chỉ kéo dài trong một thời gian từ vài tuần đến vài tháng trong và sau khi xạ trị. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp tế bào không thể phục hồi lại được, dẫn đến bệnh nhân chịu tác dụng phụ dài hơn hay nặng nề hơn. Tóm lại, tác dụng phụ do xạ trị thay đổi rất nhiều, tùy thuộc vào vị trí chiếu xạ, loại tia và cường độ tia xạ cũng như sức khỏe chung của từng bệnh nhân. Có hai loại tác dụng phụ do xạ trị, đó là tác dụng phụ sớm và tác dụng phụ muộn. Những tác dụng phụ sớm thường thấy ở các bệnh nhân xạ trị như mệt mỏi, thường xảy ra sau vài tuần xạ trị, có thể do nhiều nguyên nhân như tủy xương bị ảnh hưởng gây thiếu máu dẫn đến mệt mỏi. Bệnh nhân ăn uống kém, không đủ năng lượng. Hầu hết các bệnh nhân sẽ cảm thấy hết mệt mỏi sau khi kết thúc điều trị. Tuy nhiên, cũng có các trường hợp kéo dài từ vài tuần đến vài tháng sau khi điều trị xong. Các vấn đề về da: bị đỏ da, ngứa da hay sạm da, sẹo trên da dùng chiếu xạ thường xuất hiện trong vòng 2 tuần đầu tiên kể từ khi bắt đầu xạ trị và biến mất sau khi kết thúc điều trị vài tuần. Tuy nhiên, sạm da và sẹo trên da có thể tồn tại mãi mãi. Rụng tóc có thể xảy ra ở bệnh nhân có xạ trị vùng đầu. Mức độ rụng tóc cũng như mọc lại tóc khác nhau ở từng người và tùy cường độ chiếu tia. Cường độ tia càng lớn thì mức độ rụng tóc càng nhiều. Tác dụng phụ này có thể bắt đầu khoảng 2 đến 3 tuần sau khi xạ trị và tóc có thể mọc lại sau 3 đến 6 tháng kể từ khi kết thúc xạ trị. Màu sắc tóc cũng như mức độ dày mỏng lúc này có thể sẽ khác ban đầu. Các vấn đề về tiêu hóa: bệnh nhân xạ trị vùng đầu, cổ có thể bị khô miệng, lở miệng, nôn ói hay cảm thấy mùi vị của thức ăn tạm thời thay đổi dẫn đến cảm giác không muốn ăn uống. Hầu hết các triệu chứng này sẽ hết sau khi kết thúc xạ trị vài tuần và điều quan trọng là cần duy trì nguồn dinh dưỡng đầy đủ trong quá trình xạ trị, nhất là khi bị các tác dụng phụ này để bệnh nhân có thể hồi phục được. Giảm các tế bào máu có thể xảy ra khi các tế bào máu trong tủy xương bị ảnh hưởng bởi tia xạ. Tuy nhiên, việc giảm các tế bào máu thường ít khi nghiêm trọng và người bệnh thường tự hồi phục sau khi tạm ngưng chiếu tia vài ngày. Ngoài các tác dụng phụ thường gặp trên, còn có một số tác dụng phụ khác tùy thuộc vào vị trí được xạ trị như viêm ruột, rối loạn chức năng tình dục, viêm bàng quang. Về tác dụng phụ muộn, đó là những tác dụng phụ xuất hiện sau khi kết thúc xạ trị một thời gian dài, có thể từ vài năm đến vài chục năm, ví dụ như vô sinh, suy tim, một số bệnh lý ở phổi, một số vấn đề về thần kinh, ung thư thứ phát. Giống như bất kỳ các phương thức điều trị khác, xạ trị cũng gây ra một số tác dụng phụ, nhưng loại tác dụng phụ, mức độ tác dụng phụ sẽ khác nhau ở từng người bệnh. Hơn nữa, chúng ta không thể phủ nhận tầm quan trọng và những lợi ích mà xạ trị đã, đang và sẽ mang lại trong điều trị bệnh nhân ung thư. Hy vọng trong tương lai, kỹ thuật xạ trị sẽ ngày càng tiên tiến hơn để có thể tăng cường ích lợi và giảm thiểu nguy cơ tác dụng phụ cho người bệnh. Xạ trị có gây ung thư về sau? Xạ trị có làm tăng nhẹ khả năng mắc ung thư về sau. Tuy nhiên, khi cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ xạ trị mang lại, thì rõ ràng nguy cơ này là rất nhỏ so với lợi ích mà người bệnh có thể đạt được. Và thứ hai, thời gian để ung thư do xạ trị phát triển không phải một sớm một chiều, ngay sau khi xạ trị, mà là một khoảng thời gian dài, kèm theo có hay không có sự cộng hưởng của nhiều yếu tố thuận lợi cho việc phát triển ung thư nữa. Xạ trị ảnh hưởng đến thai nhi. Khoa học đã chứng minh tia xạ trị có ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi trong bụng mẹ. Sự ảnh hưởng trực tiếp của tia xạ lên thai nhi liên quan đến thời kỳ phát triển của thai nhi,
khi bị phơi nhiễm và mức độ phơi nhiễm với tia xạ là ít hay nhiều. Giai đoạn phôi thai 2 đến 7 tuần sau khi thụ tinh và thời gian đầu của giai đoạn thai nhi 8 đến 15 tuần sau thụ tinh là hai giai đoạn dễ bị ảnh hưởng của tia xạ nhất, có thể dẫn đến các hiện tượng như sảy thai, đột biến gen, rối loạn trong việc hình thành các cơ quan của thai, dẫn đến các dị tật và bệnh lý về sau như tật đầu nhỏ, chậm phát triển, tâm thần. Đứa trẻ được sinh ra từng bị phơi nhiễm với tia xạ trong bụng mẹ còn có thể mắc ung thư về sau, thường gặp nhất là bạch cầu cấp, một loại ung thư máu. Ngoài ra, còn có thể phát triển các loại ung thư bướu đặc khác, phân biệt với bướu lỏng, ung thư máu. Tuy nguy cơ chính xác chưa xác định được, do đó tránh tiếp xúc với tia xạ trị trong thời gian mang thai là điều cần và nên làm, trừ những trường hợp tiến thoái lưỡng nan như người mẹ đang mang thai mà không may bị mắc ung thư hay bệnh nhân đang xạ trị nhưng không biết đã có thai. Các bác sĩ sẽ luôn lưu tâm về vấn đề này đối với bất kỳ bệnh nhân nữ nào trong độ tuổi sinh sản cần phải xạ trị để loại trừ khả năng mang thai trước khi điều trị, hoặc sẽ cùng bệnh nhân thảo luận cân nhắc lợi ích giữa việc điều trị ảnh hưởng lên sức khỏe của mẹ và con trong trường hợp bệnh nhân mắc ung thư nhưng đang mang thai. Tuy nhiên, người bệnh cũng cần phải hợp tác tốt với bác sĩ, cần thông báo cho bác sĩ biết mình đang mang thai hay có các triệu chứng, biểu hiện nghi ngờ có thai. Sự thật, dù có nhiều tác dụng phụ, nhưng xạ trị không quá đáng sợ như bạn nghĩ. Bác sĩ Nguyễn Huỳnh Hà Thu. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ri Bằng Tím, ung thư, tin đồn và sự thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.